chương 1 Tiết tử Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lệnh Hồ Lan cảm thấy bản thân đi qua dài nhất lộ chính là Hạ Minh viễn lộ số. Nàng dùng hết hồng hoang lực tưởng muốn cùng hắn đàm một hồi xuống mồ vì bảo an tình yêu, ai ngờ kịch tình như vậy cẩu huyết, kết cục như vậy cấp lực. Lệnh Hồ Lan xem di động thượng kia một hàng tự, cảm giác quả thực tất cẩu. Hạ Minh Viễn Từ từ, tin tưởng ta, ta thật sự chỉ coi nàng là học tập đồng bọn, vốn hôm nay muốn cùng nàng nói rõ ràng, nhưng là này 4 năm ta luôn luôn giúp nàng học bổ túc, lập tức muốn tốt nghiệp, nàng cầu ta đến nơi đến chốn, ta đối với ngươi mới là thật yêu, ngươi đã quên giữa chúng ta ước định sao? Lâm vào tình yêu nữ nhân đều là thần thám, lệnh Hồ Lan lập tức theo này vi tính suy đoán ra phía dưới mấy điểm. Nhất, Hạ Minh viễn phát sai lầm rồi tin tức, hắn ngày hôm qua oán giận di động gần nhất lão kẹp còn tưởng đổi cái di động, hôm nay ước gặp mặt khi, hắn muốn nói lại thôi, nàng còn tưởng rằng hắn thiếu tiền, chủ động đem làm kim chức kiếm tiền cho hắn, làm cho hắn mua di động. Nhị, trường học internet không tốt, Hạ Minh Viễn hẳn là gửi đi một lần không thành công, trọng phát khi điểm sai lầm rồi. Tam, Hạ Minh Viễn bắt cá hai tay đối tượng kêu từ từ, khi nữ sinh biết rõ Hạ Minh Viễn có bạn gái còn tưởng là tiểu tam, cũng khuyến khích Hạ Minh Viễn xử lý nàng này chính quy bạn gái, bản thân thượng vị làm chính cung. Hảo dạng, Hạ Minh Viễn, mặt lớn như vậy, cũng dám chân thải hai cái thuyền. Học tập đồng bọn. Trên đời còn có như vậy thuần khiết nam nữ quan hệ. Học bổ túc. Hạ Minh Viễn một cái học cạn bã có cái gì dễ dạy của nàng. Nếu không là nàng giúp Hạ Minh Viễn khảo tiền hoa trọng điểm, hắn có thể hỗn đến tốt nghiệp mới thấy quỷ hôm nay ước gặp mặt cùng nàng nói rõ ràng. Nắm thảo. Nguyên lai cặn bã nam hôm nay muốn cùng nàng nháo chia tay, thấy tiền mới ngượng nguồn phân. Ngươi muội Ngươi cái thấy tiền sáng mắt, vong ân phụ nghĩa vương bác đảng, đưa ta tiền. Lệnh hồ lan tiểu ngọn lửa trà sát cỏ hướng lên trên mạo, di động lại len ken đinh vang vài tiếng. Mấy trương không thể miêu tả ảnh chụp truyền tiếng vào, a à nha, lạc ánh mắt, hình ảnh hảo ô, ta còn là cái cục cưng chờ thấy rõ tạo phiến vai nữ chính mặt khi, nàng mộng bức. Khi nữ là đường tâm du, của nàng khuê mật kim xá hữu. Lệnh Hồ Lan ngồi sững ở ghế tựa, cả người cũng không tốt. Chuyện này tổng kết một câu chính là Của nàng khuê mật cùng bạn trai lưng nàng làm đến cùng nhau, ngay cả ráp giường đều lăn, trên đầu nàng đã sớm xanh mượt. Tối khả khí là, nàng giữa trưa trả lại cho cặn bã nữ mang theo cơm, buổi chiều cấp cặn bã nam tặng tiền đều nói phòng cháy phòng trộn phòng khuê mật, nàng thiên cứ không tin tà. Nhưng Hạ Minh viễn cấp đường tâm du dết qua bốt, đưa quá ô, như vậy sủng bạn gái, phỏng chừng Hạ Minh viễn đã sớm cười nở hoa. Kinh người quá đáng. Nàng vỗ án dựng lên, trong bụng một trận ghê tởm, nhìn không được tưởng phun. Bình tĩnh, bình tĩnh, bị tức chết, cha mẹ sẽ khóc, cặn bã hội cười. Nhiên cũng trứng lệnh Hồ Lan phát hiện thân thể của chính mình càng ngày càng không chịu khống chế. Nàng cả người đổ mồ hôi, song trưởng chết lặng, dưới ngực trái một trận sinh đau, ngay cả khí đều xuyển không đi tới. Nàng theo ghế tựa chảy xuống, phát té trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở. Ai u uy? Sẽ không bệnh tim phát tác đi. Nàng còn trẻ như vậy, còn không muốn chết. Nàng dãy dụa đi đủ ngã ở cách đó không xa di động, cứu mạng kia cửa mở, đường tâm du nhìn đến lệnh hồ lan ngã xuống đất, mặt đều nghẹn đỏ, theo bản năng bôn đi qua yếu phù nàng. Dư quan tạo đến trên đất di động thời điểm, mấy trương khó coi ảnh chụp ánh vào mi mắt. Nàng dừng bước lại, nhặt lên di động, xem xong sau mặt trướng đỏ bừng. Lệnh hồ lan thoáng nhìn đường tâm du, trong lòng mặc dù hận, nhưng cứu mạng quan trọng hơn, nàng đưa tay hư nắm lấy vài cái. Cứu ta! Đường tâm du ngắm nàng liếc mắt một cái, Nàng biết lệnh Hồ Lan có bệnh tim, nàng còn biết bệnh tim phát tác bất quá vài phút sẽ tử, bất tử cũng phải người thực vật. Lệnh Hồ Lan nội tâm riết cào. Cứu ta, cứu ta, đã cứu ta, ta tha thứ các ngươi chuyện này đối với cạn bã. Đường tâm du trong lòng lượt quằn quại, cấp tốc giật giật ngón tay, đem kia mấy trương ảnh chụp và văn tự sang điệu. Nàng đem di động thả lại tại chỗ, cúng quyết xoay người hướng ngoài cửa đi đến, vành một tiếng, đóng cửa lại lệnh hồ lan đường tâm du người có chí vì cái nam nhân ngươi ngay cả nhân tính đều không cần ngoài cửa truyền đến di động tiếng chuông ngay sau đó nghe được đường tâm du thanh âm làm sao ngươi như vậy sơ ý lan lan mắng ta một chút hoàn hảo nàng tha thứ chúng ta chủ động thành toàn chúng ta ừ ừ ngươi trước không cần lại gửi thư tính tức kích thích nàng nàng thân thể không tốt ngươi cũng biết lợi hại đường tâm du nói dối kỹ năng lưu được rất tốt phi a thanh âm dần dần đi xa lệnh hồ lan không cam lòng nhắm hai mắt lại cục cưng không phục cục cưng còn không có cứu vớt thế giới làm sao có thể trước cho cặn bã cẩu mang này không công bằng của nàng ý thức dần dần đi xa không cam lòng chết không nhắm mắt a bỗng nhiên trong đầu đinh một tiếng một hàng tiểu tự lóe ra trong đầu trang bị hệ thống Xác nhận ký chủ. Hệ thống trang bị hoàn thành. Ngài là đệ 9527 hào hệ thống người sử dụng. Đây là nhất khoản nhằm vào siêu năng lực giả vị diện hệ thống. Đã kiểm tra đến ký chủ có siêu năng lực, sinh mệnh giá trị 1. Ký chủ khả thông qua hoàn thành vị diện nhiệm vụ đạt được sinh mệnh giá trị. Trở lại hiện thực thế giới. Ghi chú. Vị diện nhiệm vụ thất bại 3 lần. Hệ thống đem tự động bóc ra. Ký chủ sẽ bị lao đi tương quan hệ thống trí nhớ cũng trở lại hệ thống buộc định tiền trạng thái tùy cơ trừ thủ tân thủ đại lễ bao đạt được tân thủ tích phân một nghìn phân tiến vào vị diện đổ thời trước bắt đầu ngủ tứ tam nhị nhất truyền tống thành công lệnh hồ lan linh hồn một mặt mộng bức ai đợi chút ta không chết thấu ta chết sao không chết sao đã chết sao không chết sao? Tử. Không. Sao? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 2. Ngựa tre có độc. 1. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lệnh Hồ Lan mở mắt ra, từng ngụm từng ngụm thở, thoải mái hô hấp cảm giác, làm cho nàng cảm thấy một lần nữa sống được. Đợi chút. Một lần nữa. Sống đi lại. Nàng mờ mịt nhìn quanh hạ bốn phía, kia trong nháy mắt, cảm giác toàn bộ thế giới đều huyền huyễn. Bãi đổ xe, ô tô, ô tô bên trong nàng. Có một trương xa lạ mặt. Nàng bỗng dưng nhớ tới trước khi chết kia trong đầu hệ thống trang bị thanh. Siêu năng lực. Nàng có siêu năng lực. Nàng như vậy ngư bức, bản thân thế nào không biết. Tin tức lượng có chút khổng lồ, lệnh Hồ Lan trong lúc nhất thời rất khó tiêu hóa ở trong ý thức của nàng nàng trừ bỏ một cái họ kép cùng một cái mảnh mai thân thể cùng đặc thù hai chữ chưa bao giờ dính lên quá bán mau tiền quan hệ trong giây lát làm cho nàng tin tưởng bản thân là superman cảm giác kia giống như ăn chuối đông táo rất quỷ dị phức tạp khó có thể hình dung lại nói hệ thống lại cái quỷ gì nói hệ thống hệ thống liền đến nàng trong đầu lại đinh một tiếng trước mắt xuất hiện một cái màn hình lớn tiếp thu kịch tình y n tình bạn nêu lên kịch tình đánh gãy nhu tiêu phí tiếp phân tài năng một lần nữa tiếp thu thỉnh ký chủ cần phải bảo đảm quanh thân hoàn cảnh yên tĩnh an toàn tiếp thu kịch tình lệnh hồ lan khóe miệng run rẩy một chút nếm thử tính ở trên màn hình điểm y lập tức trong đầu một trận độn đau vô số đoạn ngắn mạnh mẽ nhét vào của nàng trong óc nàng nhắm mắt lại chịu đựng đau đầu lặng tiêu hóa xông vào gì đó. Đây là một cái bạch phú Mỹ cùng cao phú soái chuyện xưa. Nữ chính dịp nhược nhược là phú nhị đại, thuở nhỏ ở nước ngoài lớn lên, đại tam khi chuyển tới quốc nội đọc sách, bởi vậy nhận thức học bá thiếu nam nhạc lương thần, hai người nhanh chóng xác định luyến ái quan hệ, yêu chết đi sống lại, như keo như sơn. Nếu chuyện xưa đến nơi đây, đây là một cái cùng điểu ti thành công nghịch tập cưới bạch phú Mỹ, đi lên nhân sinh cao nhất chuyện xưa. Nhiên Nga Vạn Biên không rời lộ số, Hảo Nam Nhân Tổng không thể thiếu bạn gái trước. Nhạc Lương Thần có một cùng năm đồng nguyệt đồng nhất sinh tiểu Thanh Mai tên là Giang Mỹ Cảnh. Hai người từ nhỏ cùng lớn lên, lẫn nhau nhận định đối phương là duy nhất, hai người cha mẹ là hàng xóm kim bạn tốt, càng là trăm phần trăm đồng ý, thậm chí quyết định hai người tốt nghiệp sau liền kết hôn. Dịp Nhược Nhược xuất hiện, đem Giang Mỹ Cảnh mộng đánh nát. Nhạc Lương Thần vì cùng với Dịp Nhược Nhược, đem cùng Giang Mỹ Cảnh qua lại toàn bộ phủ định, cho rằng Giang Mỹ Cảnh chỉ là nhà bên tiểu muội muội. Giang Mỹ Cảnh tự nhiên không vừa ý, tìm Diệp Nhược Nhược hiểu chi lấy lý, động chi lấy tình. Diệp Nhược Nhược lại tương đương cao lãnh, cảm thấy nam nhân kết hôn cũng có thể bên ngoài, Giang Mỹ Cảnh nhưng lại hồn nhiên tin tưởng thanh mai trúc mã. Diệp Nhược Nhược tay chơi quan điểm thật sâu làm tức giận Giang Mỹ Cảnh, nàng giận giữ dưới, đem sự tình thống đến nhạc phụ nhạc mẫu trước mặt, Nhạc lương thần bị đóng cấm đoán. Chỉ là, ở tiền tài trước mặt, cảm tình chẳng qua là dệt hoa trên gấm gì đó. Dịp nhược nhược là tập đoàn thiên kim, gia thế vô cùng tốt, nhạc lương thần bị phóng ra, hai người nhanh chóng định ra hôn ước. Giang phụ một mạch dưới, não ngạnh, bán thân bất toại ngồi vịt ở bệnh viện. Mất hết can đảm giang Mỹ cảnh chuẩn bị đại náo đến hôn yến, xe chạy đến bán nói lại cùng người đụng phải, rơi xuống cái xuất sư chưa tiệp thân chết trước càng đáng buồn là, đính hôn yến cũng không có đúng hạn cử hành. Diệp gia mặc dù đồng ý nhạc lương thần cùng Diệp nhược nhược đính hôn, nhưng đối nhạc lương thần bình thản gia thế, kỳ thực rất có phê bình kính đáo. Diệp gia tìm cơ hội nhường Diệp nhược nhược cùng tuần thị tập đoàn đại thiếu tuần duy nhận thức. Tuần duy đúng là nam chính, Diệp nhược nhược quan phương chính phú, hai người nhất kiến chung tình, lại phô trương thanh thế các loại đấu pháp. Ngươi áp áp ta, ta áp áp ngươi, thế muốn nhường đối phương quỳ xuống hát chinh phục. Cuối cùng, hai người trải qua vương tử công chúa bàn hạnh phúc đồng thoại cuộc sống. Mà bi thúc dục nhạc lương thần tìm dịp nhược nhược thảo cách nói khi, lại bị kim bài lá xanh lý đàn đánh cho tàn phế. Bọn họ chuyện này đối với vốn hảo hảo thanh mai trúc mã, tử tử, tàn tàn, ở dịp nhược nhược tài phú đế quốc trước mặt, giống một chuyện cười. Giang Mỹ cảnh cuối cùng nguyện vọng chính là nhường dịp nhược nhược té xuống thần đàn, kéo xuống tâm cơ biểu cao lãnh ngụy trang, làm cho nàng cũng nếm thử cầu mà không được tuyệt vọng tư vị. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 3 Ngựa tre có độc 2 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lệnh Hồ Lan nhận hoàng kịch tình, nuốt nuốt nước miếng. Cho nên, này kỳ thực là một cái tâm cơ biểu cùng phúc hắc nam chuyện xưa. Giang Mỹ cảnh cùng nhạc lương thần chỉ là nam nữ chính thông hướng thành công trên đường đá kê chân, dùng để gia tăng nữ chính mị lực giá trị, cho nên mới sẽ như vậy sớm lao gút lĩnh cặp lồng đựng cơm. Như vậy, hiện tại vấn đề đến đây. Thân phận của nàng là vật hy sinh Giang Mỹ cảnh, của nàng nhiệm vụ là vẽ mặt nữ chính, thành công sách chính phú. Nàng như vậy ngư bức bản thân thế nào không biết. Nàng nếu lợi hại như vậy làm sao có thể bị người mưu tài sát hại tính mệnh, hồn mặt gì thế? A a a. Này đặt ra có độc. Bản cục cưng không tiếp thụ, tỏ vẻ hoàn toàn không muốn cùng nữ chính đại nhân tê bức. Lệnh Hồ Lan còn chưa có châm chọc hoàng, màn hình lớn thượng xuất hiện một cái đạn khuôn. Kịch tình khó khăn. Nhất tinh tiến vào kịch tình thưởng cho. 10.000 tích phân lệnh Hồ Lan xoa điệu đạn khuôn, nhìn đến tích phân bay đến tả thượng giác, biểu hiện của nàng tổng tích phân là 11.000. Cho nên nàng triều tân thủ đại lễ bao kỳ thực là tối mạc chờ an ủi thưởng. Đây là trần trụi kỳ thị, lệnh Hồ Lan tỏ vẻ nhận đến đến từ hệ thống nhất vạn điểm bạo đánh, vận khí kém như vậy, nàng làm sao dám cùng nữ chính đấu. Trên màn hình lại xuất hiện một cái đĩa quay, trung gian triều thưởng hai chữ phá lệ hấp dẫn nhân, lệnh Hồ Lan nhãn tình sáng lên, điểm đi lên. Triều thưởng một lần. Mười nghìn phân như vậy quý. Vốn cảm thấy mười một nghìn tích phân không ít, hiện tại xem ra, chẳng qua là vừa qua khỏi nghèo khó tuyến, chỉ đủ trừ một lần thưởng, hệ thống đãi nàng thật sự không, cu, bạc, men, a. À. Đĩa quay nhanh chóng xoay tròn, kim đồng hồ lướt qua địa phương lượng lên, biểu hiện ra mặt trên tự, kỹ năng, thuộc tính, vật phẩm, thương thành, kim đồng hồ phi sau khi đi qua, tự liền ám đi xuống. Lệnh hồ lan nhìn chầm chầm đĩa quay nhìn vài vòng, tổng kết ra đến. Đĩa quay thượng sáng lên đến số lần tối còn nhiều mạc vật phẩm, Tiếp theo là kỹ năng, thuộc tính, thương thành, lượng lên số lần ít nhất, trừ bên trong tỷ lệ cũng nhỏ nhất. Quả nhiên, kim đồng hồ đứng ở vật phẩm nhất lan, xoạch một chút, hệ thống dùng đặc đại thêm thô kim quang phủng ra đến một cái vật phẩm. Chúc mừng ký chủ đạt được một nghìn tích phân thưởng cho qua sát. Nhất vạn phần thay đổi một 000 phân. Viết vật phẩm vì mau xuất ra là tích phân. Đây là hồng quả quả lừa gạt. Bản cục cưng muốn trách cứ gian thương. Lệnh Hồ Lan lại cảm nhận được đến từ hệ thống thật sâu ác ý, viết kép thêm thô chúc mừng rõ ràng là viết kép thêm thô châm chọc. Ngay cả tân thủ tiền đều lừa, hệ thống phải là có bao nhiêu cùng. Nàng xoa rất hệ thống, đóng chặt mắt. Bình tĩnh, bình tĩnh, tỷ là yên tĩnh Mỹ thiếu nữ, bất hòa ngốc thiếu hệ thống tranh một ngày dài đoạn. Đến từ hệ thống kinh bỉ. Ha ha, trừ thưởng chỉ có thể trừ một lần cùng bước. Không tư cách đánh giá bản hệ thống Lệnh Hồ Lan cẩn thận đánh giá một chút hiện thực Tin tưởng hệ thống, còn có một đường sinh cơ, nếu không tin Sát Nàng cũng không có biện pháp theo người khác trong thân thể chui ra đến, vậy Ở này vị mưu này chứ, sống ra cá nhân dạng đến Nàng lây kịch tình, hiện tại nàng đến thời gian còn không tính trễ Nhạc lương thần cùng dịp nhược nhược vừa thông đồng thường, đúng là như keo như sơn tiền nhiệm nói cái gì đều sai thời điểm. Giang Mỹ cảnh lúc này tìm dịp nhược nhược đàm phán, thỏa thỏa bị ngược tiết tấu. Lệnh Hồ Lan không có ai ngược ham thích. Vì thế, quyết đoán xuống xe chạy lấy người. Hội kiến nữ chính đại nhân. Ai yêu đi ai đi, dù sao tỷ không đi. Nữ chính huyết như vậy hậu, sức chiến đấu như vậy bưu hãn, nàng một cái chiến ngũ cặn bã có tư cách gì chiêm ngưỡng nữ chính phong tư. Hơn nữa, Giang Mỹ cảnh tâm nguyện lý căn bản không nhắc tới nhạc lương thần, đã không cần củ tình phục nhiên, cặn bã nam sẽ để lại cho cặn bã nữ hưởng dụng đi, nàng chỉ cần im lặng cường lực vây xem thì tốt rồi. Tổng kết câu nói đầu tiên là Nàng muốn thả dịp nhược nhược bồ câu. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 4 Ngựa tre có độc 3 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com hồi ký túc xá trên đường, nhạc lương thần điện thoại đến đây, nàng do dự một chút, tiếp lên. Quy. Mỹ cảnh. Nhạc lương thần thanh âm dè dặt cẩn trọng. Ân. Ngươi đừng đi tìm nhược nhược tốt sao. Ta. Ta luôn luôn coi ngươi là muội muội. Lệnh hồ lan bỗng chốc đến khí. Lợi hại nữ chính đại nhân, đều học hội cáo trạng, ngoài miệng nói hai người nói chuyện, đảo mắt nhạc lương thần liền gọi điện thoại tới, này giáp mặt một bộ sau lưng một bộ diễn xuất cũng thật sự là say muội muội ha ha nhạc lương thần ngươi ba tuổi ở ta trên giường đái dầm năm tuổi cướp kéo ta thủ mười tuổi vụng trộm hôn ta mười lăm tuổi cướp đi ta nụ hôn đầu tiên mười chín tuổi đối ta dở trò gạt ta nói xong nghiệp liền kết hôn ngươi hiện tại vì dịp nhược nhược nói coi ta là muội muội ngươi dám như vậy đối với ngươi muội muội cha ngươi mẹ có phải hay không đem ngươi này cầm thú ấn hồi trong bụng, ngươi lợi hại như vậy, động không lên thiên. Nhạc lương thần bị liên châu pháo thức chất vấn hỏi mông, hồi lâu mới nói. Không gặp nhược nhược trước kia, ta cho rằng hai ta chính là tình yêu, khả gặp nhược nhược, ta mới phát hiện. Đình chỉ. Không cần ở trước mặt ta tú ân ái, ta sợ nghe xong hội phun, ta thành toàn các ngươi chuyện này đối với cặn bã, không cần phải nói cảm ơn, ta đại biểu toàn nhân loại cảm ơn các ngươi, chúc hai ngươi thiên trường địa cửu, trăm năm hảo hợp, ngàn vạn đừng chia tay tai họa nhân. Ngạn khuất Này là đến từ Giang Mỹ cảnh ngạn khuất. 19 năm cảm tình chống không lại 3 tháng tân hoang, cuối cùng bị biến thành bi kịch xong việc, cảm giác kia đâu chỉ một câu tất cậu có thể hình dung. Nhạc lương thần nửa ngày phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng nói, ta quả nhiên nhìn lầm rồi ngươi, ngươi ngay cả nhược nhược một phần mười cũng không như đó là luận đục khoét nền tảng ta nào có nàng công lực thâm hậu ta cũng không cần thông qua lấy góc tường đến chứng minh bản thân có mị lực xem ở hồi nhỏ phân thượng xin khuyên một câu đừng nhìn ngươi hôm nay bị đào chân tường cẩn thận ngày mai đã bị đi tường ngươi có ý tứ gì mặc chữ ý tứ tự hành lý giải còn có về sau đừng đánh ta điện thoại ta sợ dính biểu khí lệnh hồ lan hung hăng treo điện thoại trong lòng cuối cùng sản khoái một điểm. Những lời này là giấu ở trong lòng, nàng tưởng đối hạ minh viễn cùng đường tâm du nói, dùng ở trong này cư nhiên cũng như vậy thích hợp, chỉ có thể nói. Thiên hạ bích trì giống nhau nhiều, tránh đi nhất ba còn có nhất ba. Lệnh Hồ Lan đem sốt ruột sự để qua sau đầu, mỗi ngày ngoan ngoãn lên lớp. Nhạc lương thần tắc theo học bá nhanh chóng lưu lạc đến trốn học học cặn bã đội ngũ trung đi, quả nhiên, dịp nhược nhược tình yêu chỉ biết làm người ta suy sút vừa mới bắt đầu còn có người hỏi nàng nhạc lương thần đâu. Sau này, có người ở trường học nhìn thấy nhạc lương thần cùng tân tấn nữ thần dịp nhược, nhược nhược trước mặt mọi người ngoạn thân ái, liền bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like bị quan A. À. Có người phát sóng mắt an ủi, cũng có người vui sướng khi người gặp họa. Dịp nhược, nhược nhược nữ thần thật tốt xem A, à, cùng học bá mới là chân chính trai tài gái sắc. Chính là trước kia cái kia gian mỹ cảnh ta liền cảm thấy nàng không xứng với học bá nga bộ dạng cũng liền bình thường đứng ở học bá bên người còn không biết tự biết xấu hổ lúc đó lệnh hồ lan vừa vặn theo theo bên người các nàng trải qua nội tâm cực độ không nói gì người đi ngươi thượng a à, không được hạt tất tất gì mấy nữ sinh lập tức khẩn trương lên sau lưng nói nhân nói bậy bị bắt hiện trường là cái gì thể nghiệm tâm tình thật sự là khẩn trương đến bạo Lệnh Hồ Lan đi rồi đi qua, nghỉ nghỉ, lại ngã trở về. Quân tử báo thù, một giây đều trễ. Khóe miệng nàng một chút ác ý cười. Lục cấp qua sao? Có ý tứ gì? Nhân xấu liền muốn nhiều đọc sách, xấu còn không hảo hảo đọc sách, còn như vậy bác quái, nhạc lương thần thả chướng mắt ngươi. Giang Mỹ Cảnh, ngươi bị quăng có cái gì rất đắc ý? Ta được ý ta là nhạc lương thần bạn gái trước. Ngươi ngay cả làm nhạc lương thần pháo nhất hữu tư cách đều không có. Chúng nữ sinh sợ ngây người, vừa thẹn lại phẫn. Một người nữ sinh làm sao có thể đem khó nghe như vậy lời nói quải bên miệng. Giang Mỹ Cảnh, ngươi không biết xấu hổ. Ta tốt xấu có mặt, của các ngươi mặt, chỉ có thể kêu hài điếm, không tự ái, chỉ xứng bị người thải. Chúng nữ sinh, ngươi đặt sao mới không tự ái, chúng ta ngay cả bạn trai đều không có lệnh hồ lan. Ha ha! Ta cá là nhất mau, ngươi độc thân cả đời. Chúng nữ sinh đông kéo tay xả tiêu sái, các nàng đối lý trước đây, thật sự không lo lắng tiếp tục ầm ỉ đi xuống. Lệnh hồ lan khẽ thở ra một hơi. Tỷ lục cấp cũng không quá, nhưng là tỷ Mỹ A à, bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 5 Ngựa tre có độc, 4 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Giang Mỹ cảnh khẩu chiến chúng nữ sinh tin tức nhanh chóng truyền khắp vườn trường bác quái diễn đàn. Bái thiếp tiêu đề khó coi. Bái nhất bái học bá bạn gái trước này năm thủ tê quá nữ sinh. Chính văn bái thiếp lưu loát mấy ngàn tự thảo phạt Giang Mỹ cảnh, theo nàng nhà trẻ cùng tiểu bằng hữu đánh nhau luôn luôn nói đến sắp tới cùng mấy nữ sinh mắng chiến, vạch trần đều là Giang Mỹ cảnh hắc lịch sử, Bái thiếp Lý Giang Mỹ cảnh nghiễm nhiên là một cái không tố chất, không giáo dưỡng, am hiểu chửi động tê bức người đàn bà chanh chua. Có chút ngay cả Giang Mỹ cảnh bản thân đều không nhớ được sự tình, bái thiếp Lý đều có thể tình ái giàu dạt miêu tả xuất ra. Này bái thiếp vừa ra tới liền hỏa thật. Một cái là trạc trúng mọi người dê điểm, bạn gái trước, tê bức đều là bắt người ánh mắt nóng từ. Một cái chính là nhạc lương thần cùng dịp nhược nhược bản thân danh khí ở nơi đó, một cái học bá, một cái nữ thần đều là tự mang lưu lượng tồn tại cho nên bỗng chốc đem gian mỹ cảnh như vậy một cái phổ phổ thông thông nữ sinh phân phân chung sao thượng đầu đề kinh người quá đáng gian mỹ cảnh xá hữu phương hiểu hạt vỗ án dựng lên mỹ cảnh ngươi đừng sợ không được phải đi tìm lão sư các nàng đây là nói lung tung lệnh hồ lan ừ một tiếng nàng tại đây cái bái thiếp lý ngửi được một tia âm mưu hơi thở Phương Hiểu Hạc vỗ vỗ nàng bả vai, khuyên nhủ: Đừng đoán mò a, à, hai người bọn họ nhảy nhót không được bao lâu. Ân, hai người bọn họ đích xác nhảy nhót không được bao lâu, bất quá. Ngươi làm sao mà biết? Phương Hiểu Hạc nhắm mắt lại, trung đùi đắc ý, kháp ngón tay, nói. Bổn tọa đêm xem thiên tượng, phát hiện tử vi sự suy thoái, thiên sát sáng ngời, ta khác chỉ tính toán. Nói tiếng người. Tú ân ái, bị chết mau a, à, này còn có cái gì hảo tính, chân chính hạnh phúc nhân chưa bao giờ phơi, chưa bao giờ phát bằng hữu vòng, hai người bọn họ như vậy đắc sắc, hận không thể đem trường học giáo báo tiếp trang đầu đều nhận thầu, có thể có cái gì kết quả tốt a. À? Nói cho cùng có đạo lý, ta vậy mà không nói gì mà chống đỡ, không hổ là chúng ta ký túc xá đại thần, côn. Lệnh Hồ Lan phấn chấn lên, nhanh chóng đổ bộ tài khoản, ở bái thiếp phía dưới nhắn lại: Nhìn ra phát thiếp nhân biểu khí lộ ra ngoài, khát treo giải thưởng 400 khối lấy phát thiếp người tin tức, nghiêm trọng hoài nghi phát thiếp nhân là người nào đó dùng để hát của ta tiểu hào. Có bản lĩnh giáp mặt cùng ta một cái một cái luận chứng một chút của ta, hắc lịch sử, khác nhìn ta không vừa mắt, ngươi có thể trang hạt, hoặc là tự sát, dù sao ta, liền ở trong này, ngươi làm khó dễ được ta. Phương hiểu hạt xem mừng tích mắt, tán một câu. Không phát hiện, ngươi miệng như vậy độc A. À lệnh hồ lan xem xét nàng liếc mắt một cái ngươi cái ăn qua quần chúng thật sự là xem náo nhiệt không chê chuyện này đại a à, không biết tỷ đỉnh bao nhiêu áp lực tâm lý phương hiểu hạt ho khan một tiếng ta kêu gọi tỷ muội đoàn cho ngươi trợ uy không bao lâu lệnh hồ lan nhắn lại bị trí đỉnh rất nhiều người ở mặt dưới phục chế dáng câu kia nhìn ra phát thiếp nhân biểu khí lộ ra ngoài nhìn ta không vừa mắt ngươi có thể trang hạt hoặc là tự sát dù sao ta liền ở trong này, ngươi làm khó dễ được ta. 19 -10086. Lệnh Hồ Lan Thượng Vệ sinh sở trở về, phát hiện thế cục đã đại biến. Này bái thiếp đã bị ngoạn hỏng rồi, hồi phục đều nhịp phục chế dáng lời của nàng, dư luận một bên nhi hướng nàng nơi này đổ, ào ào hoài nghi có màn tối. Lệnh Hồ Lan tâm hoa nộ phóng, quả nhiên quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết. Cũng thật sự có người tuôn ra đến phát thiếp người tin tức, là nữ sinh ký túc xá ip mà cái kia ký túc xá vô cùng có khả năng là học bá hiện bạn gái dịp nhược nhược ký túc xá tin tức này vừa ra càng là khiến cho một mảnh sóng to gió lớn nguyên lai like là hiện bạn gái hát bạn gái trước a tin tức này thật sự là rất kích thích rất ngoài ý muốn rất kính bạo có hay không toàn bộ internet bỗng chốc đốt lệnh hồ lan xem cảm thấy mỹ mãn ừ ừ đều bị tỷ văn thải chinh phục thôi đánh quái thành công. Phương Hiểu Hạc vui sướng đẩu chân, chụp nàng bả vai. Thế nào? Không sai đi. Lệnh Hồ Lan một mặt mộng bức, cái gì thế nào? Ai? Tỷ kêu gọi lực A, nếu không là tỷ cho ngươi kêu gọi, ngươi có thể nhanh như vậy xoay người. Ngươi! Ta là quản lý viên A, bằng không ai đem ngươi bái thiếp trí đỉnh A, từ đâu đến nhiều người như vậy nhìn đến A, ngươi thực nghĩ đến ngươi có thể lủi khởi bọc nước A, xem đem ngươi có thể. A, lệnh Hồ Lan một mặt mộng bức, phương hiểu hạt ngươi miệng cũng thật độc A. Còn có, ngươi đã như vậy định liệu trước, làm chi vừa mới bắt đầu muốn giật dây ta báo cáo lão sư. Cô mát, ngươi não đường về cũng thật thanh kỳ A, bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 6 Ngựa tre có độc 5 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Nói ra nhân bạo Hoàng Liêu phát tin tức làm cho nàng chuyển tiền, lệnh Hồ Lan phát ra cái hào đi qua. Chỉ chốc lát sau một cái tên gọi tuyệt thế hảo kiếm nhân xin thêm nàng bạn tốt. Tên như thế trung nhị, thực làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Lệnh Hồ Lan vòng vo 400 khối đi qua. Tuyệt thế hảo kiếm lập tức kiểm tra và nhận, xem ra sốt ruột khó nén. Tuyệt thế hảo kiếm. Cảm tạ A, à, lần sau có như vậy cần còn gọi ta, ta cho ngươi giảm giá. Khả nề hà hề. Đánh mấy chiếc. Tuyệt thế hảo kiếm. Cửu ngũ chiếc. Khả nề hà hề. Rất quý, thỉnh không dậy nổi. Tuyệt thế hảo kiếm. Tiền không thể thiếu, sống có thể nhiều can. Khả nề hà hề thiếu tiền như vậy. Tuyệt thế hảo kiếm. Ha ha, chê cười. Người khác đều phiền thế nào kiếm tiền, ta phiền xài như thế nào tiền. Khả nề hà hề. V587. Tuyệt thế hảo kiếm. Ta phiền 400 khối xài như thế nào đến kỳ mạc A, à, tâm mệt. Lệnh Hồ Lan phù một tiếng, văng lên nhất màn hình thủy, chạy nhanh lấy khăn lông lau sạch sẽ, hoàn hảo di động không có việc gì. Hình hảo ngươi như vậy đầu so, tiền vốn chủ đã biết đến rồi. Khả nề hà hề. Không kinh nghiệm, không giúp được. Tuyệt thế hảo kiếm. Tê, tê lệnh Hồ Lan thu hảo thủ cơ, lại nhìn một lát bái thiếp, liền bỏ qua mặt kệ, cầm lấy sách tiếng Anh cắn lên. Mặc kệ hay không thế hệ sống lại một đời, này nọ học được tóm lại là của chính mình, thả đi thả quý trọng đi. Cái kia bái tiếp sau này phát hỏa một trận, liền trầm đi xuống. Diệp nhược nhược không ra làm sáng tỏ, sự tình liền không giải quyết được gì. Cuối kỳ kiểm tra khi, lệnh Hồ Lan lại thấy nhạc lương thần. Nhạc lương thần hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thấp giọng nói. Giang Mỹ Cảnh, không nghĩ tới ngươi là người như thế. Ta cũng không nghĩ tới ngươi là như vậy thấu không biết xấu hổ a. À. Thế nào? Kinh không sợ hãi hỉ. Ý không ngoài ý muốn. Thứ không kích thích. Nhạc lương thần ngẩn người, không nghĩ tới gian mỹ cảnh dám như vậy cãi lại, hắn nháy mắt nổi giận. Chẳng lẽ trước kia ôn nhu đều là giả tường? Kẻ lừa đảo! Ngươi thế nào ta đều sẽ không lại thích ngươi? Não bổ là bệnh, trị. Nhạc lương thần nội tâm là sụp đổ, dịp nhược nhược phát thiếp khi, hắn còn cảm thấy có lỗi với gian mỹ cảnh, hiện tại xem ra phát chậm. Gian mỹ cảnh chính là cái người đàn bà chanh chua. Kiểm tra bắt đầu. Này đường khảo tình thế chính sách. Này khóa chỉ do hỗn học phân, trốn học dẫn kỳ cao, đến kiểm tra mọi người không nhất định có thể hồi môn. Mỗi người đều ôm tùy tiện khảo khảo tâm tính, lệnh hồ lan cũng giống nhau. Cho nên, lấy đến bài thi khi, mọi người n mặt mộng bức. Ni mã, này lão sư lợi hại muốn ông trời ơi. Cuốn mặt phân 100 phân, thứ nhất đề 41 phân. Bổn môn chương trình học tổng cộng thượng mấy chu lên lớp địa điểm ở nơi nào liệt kê một cái thường xuyên trốn học học sinh tên ngươi cho rằng bổn môn chương trình học ngươi hẳn là nhiều lắm thiếu phân liệt kê không ít cho ba nguyên nhân vô số người nội tâm bắt đầu hoài nghi nhân sinh ta nhất định xuyên việt cho nên mới không thượng quá này đường khóa lệnh hồ lan nhìn đến đề mục không phúc hậu cười ra tiếng Sát! có lão sư bài thần trợ công nhạc lương thần ngươi trốn chỗ nào nàng không chút do dự viết tên nhạc lương thần làm cho hắn âm nàng nàng hồi nhỏ chuyện chỉ có cái kia cặn bã biết đến như vậy kỹ càng dám nói cấp hiện bạn gái đến hát nàng vừa vặn đến a cho nhau thương hại a ai sợ ai khảo hoàng sau mọi người đều không đi châu đầu ghé tai nghị luận ào ào này đạo đề cực kỳ bi thảm diệt sạch nhân tính a này không là nhường chúng ta cho nhau tàn sát sao đây là một đạo toi mạng đề a, à, xem ra muốn tổ chức thành đoàn thể đi giao thi lại mất. Nắm Thảo, thứ nhất đề làm sao ngươi điền a? À. Lão sư kỹ xảo ta liếc mắt một cái liền nhìn thấu, ta làm sao có thể trang bán đứng đồng học sự tình? Ta điền chính là ngươi. A, à, đi mã, ta tối coi thường ngươi loại này giáp mặt một bộ sau lưng một bộ nhân, lão tử điền cũng là ngươi, hai ta huề nhau. A, à, ngươi muội. Hai người đánh lên, ngươi một quyền ta một cước, nghiêm cẩn hoạt bát. Phương Hiểu Hạc ôm lấy lệnh Hồ Lan bả vai, ánh mắt quỷ dị hỏi. Làm sao ngươi điền? Lệnh Hồ Lan quăng cho nàng một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Ngươi điền cái gì? Ta viết là, không ai trốn học A, à, nhưng mặc dù không ở, nhưng linh hồn cùng chúng ta cùng tồn tại. Phương Hiểu Hạc đắc ý giàu dạt, một mặt mau khen ta, không sợ ngươi khoa quá, chỉ sợ ngươi khoa không đủ tự tin. Lệnh Hồ Lan ám trà sát trà sát dội nước lã. Này đề kỳ thực có tiêu chuẩn đáp án. Len sợi, vô nghĩa, làm sao có thể. Loại này đề làm sao có thể có tiêu chuẩn đáp án. Đánh đố. Ta cá là một trăm khối. Ngươi nói. Người chung quanh bị hấp dẫn đi lại, ào ào vây quanh lệnh Hồ Lan. Ta cá là năm mươi. Một trăm. Hai trăm. Hảo còn có ai đặt cược lệnh hồ lan vung tay nhất thét to nói mau nói mau hảo ta nói các ngươi không được quyệt nợ a à. mọi người bị điếu chừng khẩu vị lệnh hồ lan một mặt kiên định tiêu chuẩn đáp án không phải hẳn là là tiểu minh sao mọi người cười ngất ngươi muội còn có này đáp án bề ngoài giống như này đáp án cũng không sai a à. Lúc đó làm sao lại không nghĩ tới đâu Bất quá, này đáp án Lão sư hội nhận thức sao Thiết Mọi người cho nàng nhất ba đàn trào Tốt năm tốt ba đi ra ngoài cửa Đợi chút, trả thù lao A à. Lệnh hồ lan hô to Nàng cũng rất nghèo A à, Còn có hay không đồng học yêu Đều đừng nghĩ quyệt nợ Nàng này nhất cổ họng Nhưng đi nhanh hơn Bất quá vài giây chung, liền đều chạy lệnh hồ lan cũng đi tới cửa, liếc mắt một cái thấy được một cái tế cao tế cao, môi đỏ chói mắt nữ sinh. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 7 Ngựa tre có độc, 6 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Diệp nhược nhược Lệnh hồ lan lược sửng sốt thần, diệp nhược nhược quăng cho nàng một vị thần chi miệt thị. Khi cao cao tại thượng bộ giáng, nhưng lệnh Hồ Lan cảm thấy nắm tay rất ngứa, tưởng đánh người. Bất quá, tính ra hạ bản thân vũ lực giá trị. Quên đi, vẫn là không trang bức. Nàng không chút khách khí đáp lễ cấp dịp nhược nhược một cái lông não, ngươi mắt đại, hảo rất giỏi nga. Trải qua dịp nhược nhược bên người thời điểm, trong lòng nàng dâng lên một cổ cảm giác không ổn. Quả nhiên, dịp nhược nhược không gió tự đổ, nàng theo bản năng đưa tay đi phù, nhưng không có bắt lấy. Ngay sau đó, nàng bị một cổ đại lực đẩy ngã. Nhạc lương thần đem nàng ném đi ở, một mặt khẩn trương ôm lấy dịp nhược nhược, nhìn thoáng qua, liền quát. Giang mỹ cảnh, ngươi có người hay không tính? Dịp nhược nhược tái nhật khuôn mặt nhỏ nhắn, ra vẻ kiên cường. Ta không sao. Nhạc lương thần xem ở trong mắt tâm lại càng đau, nhìn về phía lệnh hồ lan ánh mắt càng hung ác. Lệnh hồ lan đầu gối tỳ lạng một khối, đau nhe răng trợn mắt nàng đỡ lan can miễn cưỡng đứng lên, lạnh lùng nhìn thoáng qua dịp nhược nhược, biểu diễn đã xong. Từ trước, nàng đối dịp nhược nhược ấn tượng gần lưu lại ở kịch tình đoạn ngắn thượng. Nhưng là hôm nay, thật sự làm cho nàng mở mang tầm mắt, khác kỹ năng cô không nói đến, kỹ thuật diễn tuyệt đối thực lực phái, làm tử lưu được rất cốt phi A. Giang Mỹ Cảnh, ngươi có ý tứ gì? Nhạc lương thần nổi giận không thôi, vẻ mặt làm sao ngươi biến thành cái dạng này ghét ta có ý tứ gì, ngươi đến lúc đó sẽ biết. Lệnh Hồ Lan âm thanh lạnh lùng nói. Nhạc lương thần, chúng ta hai cái nhất đau lưỡng đoạn, ân đoạn nghĩa tuyệt, chỉ mong ngươi hôm nay duy hộ của nàng phần này tâm, về sau có thể có hảo báo. Lệnh Hồ Lan thập khiển tiêu sái. Nhạc lương thần có nháy mắt thất thần, tự hồ cảm thấy gian mỹ cảnh lời nói thâm ý sâu sắc, bất quá dây lát đã bị dịp nhược nhược hô đau thanh cấp cái đi qua. Lệnh Hồ Lan chuyển trở lại ký túc xá, Tâm có điểm đau, kia là đến từ gian mỹ cảnh cảm xúc. Đã từng tình căng thâm chủng, mai kia ân đoạn nghĩa tuyệt, đại đa số nhân tình yêu chính là như vậy tả thực. Nàng nhịn không được tự trách, cho người nhà thủ tiện, cho người nhà thiện lương, cho người nhà gan lớn dám đi phụ nữ chính, phân phân chung vu quan hãm hại cho người hết đường chối cãi. Từ đây thấy nữ chính lẫn mất rất xa, cự ly xa tiến công mới là vương đạo. Nàng nhắm mắt suy tư thế nào đối phó dịp nhược nhược tiền không ai nhiều, không nam nhân bảo hộ, đánh cũng đánh không lại, ám trạc trạc làm sự tình năng lực cũng không ai lợi hại, kết quả làm thế nào mới tốt đâu. Nàng không có khả năng bỗng chốc biến lợi hại, trừ phi. Hệ thống Trước mắt bắn ra một cái màn hình lớn, lệnh Hồ Lan lần này tỉ mỉ quan sát này hệ thống. Tả thượng giác là tích phân lan, hiện tại chỉ có 2.000 tích phân. Trung gian là một cái trừ thưởng đĩa quay, góc trên bên phải là cái ít, có thể tùy thời tắt đi hệ thống. Hữu hạ giác còn lại là một loạt tiểu ký hiệu, trong đó có một dấu chấm hỏi. Nàng điểm hạ dấu chấm hỏi, xuất hiện một cái đạn khuôn, mặt trên rất nhiều vấn đáp. Diệp nhược nhược trực tiếp tìm được tích phân tương quan nội dung, nhìn đến mặt trên viết kiếm lấy tích phân cách. Nhất là tân thủ bảo hộ kỳ, tiến vào kịch tình có tích phân thưởng cho. Nhị là hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện có tích phân. Tam là làm tùy cơ nhiệm vụ có tích phân tứ là ở trong nội dung tác phẩm làm ra trọng đại cống hiến. Ừ ừ, hoặc nhìn giống như kiếm tích phân cách rất nhiều. Nhiên cũng trứng. Tiến vào kịch tình tích phân đã bị hệ thống cấp hố rớt. Tâm nguyện còn chưa có hoàn thành. Tùy cơ nhiệm vụ còn chưa có xuất hiện. Cái kia trọng đại cống hiến là cái gì vậy a? À, vì mau ngay cả cái kỹ càng giải thích đều không có. Xác định không là ở chọc ta chơi nhi. Lệnh Hồ Lan tức giận bất bình tắt đi hệ thống, cảm giác toàn bộ hệ thống đều ở đối địch với nàng, vẫn là ăn chút cơm áp an ủi. Cơm là phương hiểu hạt cho nàng mang. Phương hiểu hạt biết nhạc lương thần đem nàng thôi ngã xuống đất, lập tức bên vực kẻ yếu đứng lên. Nhìn Nga. Hiện trường liền các nàng ba người, nhạc lương thần khẳng định giúp đỡ dịp nhược nhược. Lệnh Hồ Lan một người căn bản không có biện pháp vì bản thân tẩy oan. Này thật sự là so đậu Nga còn oan bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 8 Ngựa tre có độc 7 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Kế tiếp vài ngày, mỗi lần kiểm tra kết thúc khi, Phương Hiểu Hạc đều cùng lệnh Hồ Lan, không cho dịp nhược nhược khả thừa chi cơ. Nhiên Nga Nhạc Lương Thần cũng giống đề phòng cướp giống nhau đề phòng lệnh Hồ Lan, điều này làm cho nàng cực kỳ không nói gì, đầu óc là cái thứ tốt, có một số người trong não vậy mà toàn bộ đều là hố. Diệp nhược nhược mỗi ngày quăng cho nàng nhất ba thần chi miệt thị, lệnh Hồ Lan cũng đem xem thường phiên lên trời, có nam phụ hộ giá hộ tống nữ chính đại nhân, hảo rất giỏi nha. Kiểm tra sau khi kết thúc, lại qua đoạn thời gian, thành tích xuống dưới, lệnh Hồ Lan thuận lợi thông quan, cầm một cái hảo điểm, có thể trở về gia gặp cha mẹ. Làm người ta buồn bực là, Nhạc lương thần kia đạo tình thế chính sách toi mạng đề cư nhiên cũng qua, chỉ số thông minh vượt chỉ tiêu, tình thương tham ưu đặt ra, đích xác thật nam phụ. Bất quá! Nghe được dịp nhược nhược tin tức, lệnh hồ lan cả người đều mộng. Này kịch tình tuyệt bức có độc. Dịp nhược nhược đến cùng là nữ chính vẫn là nữ phụ, nàng đã ngây ngốc không phân biệt được. Phương Hiểu Hạc thấy nàng một mặt mộng bức, rất là ghét bỏ, cao hứng hỏng rồi vẫn là dọa choáng váng đợi chút, lão nhân gia ngài lại lặp lại hạ, dịp nhược nhược như thế nào? Dịp nhược nhược tình thế chính sách treo, các nàng ban 25 cái nữ sinh trốn học tên bạn học tề soát soát viết đều là dịp nhược nhược, cho nên, lão sư quyết đoán đem nàng treo. Nắm thảo. Ý tứ này là, dịp nhược nhược đắc tội toàn ban nữ sinh. Dân tâm sở hướng A. Như vậy có thể kéo thù hận nữ chính lệnh Hồ Lan tỏ vẻ cho tới bây giờ chưa thấy qua này không đồng nhất hướng đều là nữ phụ việc sao? Nữ chính như vậy thưởng sống thật sự tốt sao? Lệnh Hồ Lan không phúc hậu phát ra thiêu nước sôi bàn tiếng cười. Nguyên lai, like, dịp nhược nhược vừa tới khi, bộ dạng Mỹ lại là hải quy, toàn ban nữ sinh còn tưởng cùng nàng làm tốt quan hệ, học học nước ngoài tiên tiến kinh nghiệm. Thời gian lâu, liền phát hiện. Này muội tử tương đương cao lãnh, thần chi miệt thị chiếu khắp toàn bang, cơ hồ từng cái nữ sinh đều bị nàng tiêu quá xem thường, đại gia lại không có chịu ngược khuynh hướng, mấy luân đàn trào sau, liền một có người muốn cùng dịp nhược nhược giao hảo. Chúng nữ sinh đều minh bạch, dịp nhược nhược cùng các nàng căn bản không phải người cùng một thế giới. Khả tố Đã không bỏ xuống được bạch phú Mỹ cái giá, vì sao không đi đọc quý tộc trường học? Vì sao muốn chạy đến một cái phổ phổ thông thông trường cao đẳng soát tồn tại cảm? Sau này, mọi người cơ hồ trăm phần trăm khẳng định dịp nhược nhược đến nơi đây đọc sách thuần túy vì tú ưu việt nhân gia muốn chính là nghiền áp chúng sinh kích thích cảm tỷ cao lãnh nê manh phàm nhân không hiểu chúng nữ sinh lửa giận dâng lên chỉ là luôn luôn không tìm được cơ hội ngay mặt dằn co lần này tình thế chính sách xem như một cái nho nhỏ đáp lễ ha ha cho ngươi tú ưu việt có bản lĩnh đừng quải khoa a này bác quái rất thảm Si, Tuyệt, Quen, Nhân, Le, Hoàng, Di An. Lệnh Hồ Lan nghe được tâm hoa nộ phóng, thầm nghĩ nói một câu, làm xinh đẹp. Bất quá, so với quan tâm phú nhị đại quải khoa, lệnh Hồ Lan càng đau lòng tròn vo bản thân. Liền phải về nhà gặp cha mẹ, không hiểu có điểm sợ hãi, một loại trộm đoạt người khác cha mẹ lỗi thấy tràn ngập trong lòng. An phận thủ thường hảo lương dân lệnh Hồ Lan tương đương lo lắng. Sẽ bị vạch trần sao? sẽ không sao. Hội. Không. Sao. Phát ra một lát ngốc, vẫn là thành thành thật thật lấy thượng hành lý, chuẩn bị cút thô ký túc xá. Không có biện pháp, nàng tưởng bản thân cha mẹ. Hiện tại, mặc kệ là của nàng vẫn là gian mỹ cảnh cha mẹ, đều là ta cha ta nương. Cho nên, về nhà. Phương Hiểu Hạc xem tự mình phấn chấn, âm thầm cố lên lệnh Hồ Lan, mặc danh kỳ diệu về nhà cùng chịu chết hy sinh giống nhau thật sự là hiếm thấy cho nên nàng quyết đoán một cước đem lệnh hồ lan đưa ra ký túc xá phanh đóng lại cửa phòng đi mau đừng ngại tỉ mắt lệnh hồ lan một mặt mộng bức nửa ngày phản ứng đi lại ở trong hành lang kêu phương hiểu hạt ngươi không có nhân tính đừng cho là ta không biết ngươi bạn trai như thế này muốn tới tiếp ngươi ngươi đem ta đuổi ra đến chuẩn bị làm cái gì xấu hổ sự tình. Phương hiểu hạt. Ha ha. Biết lại thế nào? Người yêu thế giới, người cái độc thân cẩu không hiểu. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 9 Ngựa tre có độc, 8 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lệnh Hồ Lan nhận đến nhất vạn điểm bạo đánh, hầm hừ hướng trường học địa hạ bãi đổ xe đi đến. Giang phụ giang mẫu tuy không phải đại phú đại quý, nhưng cần cù thành thẩn cả đời, cũng coi như bạc có gia sản. Lệnh Hồ Lan Khảo đến bằng lái năm thứ hai, Giang phụ liền cho vay mua một chiếc xe đưa cho Giang Mỹ Cảnh. Giang Mỹ Cảnh đúng là mở ra chiếc này xe cùng người đụng phải, khi đó cho vay chưa còn hoàng, cũng đã xe hủy nhân vong. Nhân cả đời này, sinh tồn vẫn là tử vong, kỳ thực, chỉ kém một cái tai nạn xe cộ khoảng cách. Cho nên thả khai thả quý trọng đi không có thấp sáng lái xe kỹ năng lệnh hồ lan dè dặt cẩn trọng dựa theo gian mỹ cảnh trí nhớ khởi động xe thuận lợi quải thượng loan nói còn không cẩn thận mở đại đăng sau đó đèn xe liền tảo đến dịp nhược nhược bị người vách tường đông người kia còn không phải nhạc lương thần lệnh hồ lan cực kỳ không nói gì này thần đặt sao tiết tấu là kịch tình quân quá cường đại vẫn là nàng tự mang vận xấu thể chất bằng không đi như thế nào đến chỗ nào đều có thể gặp nữ chính. Nàng thuận thế châm bát quái chi hỏa, đem xe khai ra đi, tùy tiện tìm một chỗ dừng lại. Đặng 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 tỏa thang máy quay trở về bãi đỗ xe, lặng lẽ lưu đến sự phát hiện tràn, tránh ở một chiếc ô tô mặt sau, làm nên nghe vách tường chân hoạt động. Hai người còn duy trì vách tường đông tư thế. Diệp Nhược Nhược biểu cảm như trước cao lãnh. "Đủ, Lý Đàn." Lệnh Hồ Lan suy tư hạ, Lý Đàn. Nguyên lai like là đánh cho tàn phế Nhạc Lương Thần nam phụ. Lại nhắc đến Lý Đàn kết cục cũng không tốt, hảo tâm giúp diệp nhược nhược giải quyết Nhạc Lương Thần. Diệp nhược nhược cùng Tuần Duy Thiên lôi câu động địa hỏa, không bao lâu, lại liên thủ đem Lý Đàn gia tộc PK đi xuống. Lý Đàn xám xịt cút về nước ngoài, không có trở về. Cho ta một đáp án. Lý Đàn thanh âm mang theo nôn nóng đè nén. Lệnh Hồ Lan dám đánh một xu đổ hai người này có gian tình. Lý đàn một bộ ta có khổ trung vẻ mặt, muốn nói lại thôi. Diệp nhược nhược ha ha cười, mặt mang trào phúng. Lý đàn có chút nhục chí, ta cùng nàng là thanh mai trúc mã, ta không thể. Diệp nhược nhược mạnh sốc lên lý đàn, lạnh lùng bỏ lại một câu. Ta hận nhất thanh mai trúc mã. Dứt lời, đi giày cao gót, cấp tốc tiến vào một chiếc hào xe, khởi động xe đi rồi. Lý đàn gầm nhẹ vài tiếng, kém khởi nắm tay oán hận ở trên tường chủy vài cái cũng không cố trên tay đầm đìa máu tươi phẫn nộ lái xe chạy lấy người lệnh hồ lan xem sửng sốt sửng sốt ôi thực nhìn không ra đến lý đàn như vậy một cái kẻ cơ bắp còn có quỳnh giao kịch vai nam chính tiềm chất động một chút là tự ngược cũng là làm cho người ta say nhân vật chính đi rồi lệnh hồ lan theo ẩn thân ô tô giữ đứng lên suy tư nửa ngày phát ra một tiếng nắm thảo. Diệp nhược nhược cừu thị thanh mai trúc mã, này sẽ không mới là nàng chen chân nhạc lương thần cùng gian mỹ cảnh trong lúc đó nguyên nhân đi. Bằng không, như vậy một đại mỹ nữ, vì sao không đi thông đồng trường học công nhận nam thần duy đường, ngược lại đến đoạt con mọc sách nhạc lương thần. Mắt không hạt đều biết đến nên thế nào lựa chọn đi. Cho nên, gian mỹ cảnh này xem như hạ thương, tử thật tình oan. Bất quá, Diệp Nhược Nhược sách thanh mai trúc mã đến giải hận, tính cái gì anh hùng hảo hán? Có tật xấu. Lệnh Hồ Lan thở dài một tiếng, cửa sổ xe chậm rãi rớt xuống, thình lình một thanh âm theo trong xe nhẹ nhàng xuất ra, đi sao? Không đi. Lệnh Hồ Lan ma xui quỷ kiến tiếp một câu, nhường nhường. Lệnh Hồ Lan vội lui ra phía sau hai bước, xe chậm rãi chạy ra, phun nàng một thân nhiệt khí, nàng hậu tri hậu giác tỉnh ngộ đã. Như vậy, trong xe tên bàn quan nàng nghe vách tường chân toàn quá trình. Nghĩ đến đây, nàng cả người cũng không tốt. Xấu hổ nham tội phạm quan trọng làm sao bây giờ? Nàng hổ thẹn che nóng lên mặt. Vì mau thiếp như vậy hắc màn, từ bên ngoài căn bản gì đều nhìn không thấy được không? Yên lặng ẩn nút hệ thống. Ngươi muốn nhìn gặp cái gì? Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 10 Ngựa tre có độc, chính Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Duy đường lái xe chậm rãi chạy ra trường học địa hạ bãi đổ xe, khóe miệng cầm một chút ý cười. Giang Mỹ Cảnh, Nhĩ Hảo Lại gặp mặt Chạy quá chỗ rẻ thời điểm, hắn liếc mắt một cái ngắm thấy Giang Mỹ Cảnh xe. Nhướng mày Tốt lắm, vì nghe bác quái giám loạn dừng xe, không sợ bị chàng. Duy đường quyết đoán dừng xe, theo bao trung rút ra một tờ giấy phạt, thôi mở cửa xe, đại chân dài vài bước đi tới gian mỹ cảnh bên xe. Đùng. Ở cửa sổ xe thiếp hạ một tờ giấy phạt. Nhìn xem thiếp thật chính, gật gật đầu, vừa lòng lái xe tuyệt trần mà đi. Bên cạnh nữ sinh tốt 5 tốt 3 vây xem, ánh mắt quát ra tiểu tinh tinh. Hoa duy đường thiếp hóa đơn phạt tư thế đều hảo suất ta cũng rất muốn bị thiếp hóa đơn phạt ngươi lại không xe hóa đơn phạt thiếp nơi nào khi nữ sinh một mặt nhĩ hảo xuẩn duy đường thiếp tùy tiện thiếp nơi nào đều có thể tùy liền một khác nữ sinh nghe ra trong đó thâm ý một mặt bội phục được rồi ngươi thắng không phù lão nải nải liền phục ngươi giang mỹ cảnh tọa thang máy theo lầu một xuất ra đi đến bên xe vừa thấy hóa đơn phạt cả người cũng không tốt ai thiếp ta phạt đang trường học bảo an khi nào thì như vậy chịu khó nàng phẫn độ đưa tay ít hóa đơn phạt còn ít không xong đành phải mang theo hóa đơn phạt lái xe đi mới vừa đi đến cổng trường đã bị ngăn lại nói giao hóa đơn phạt mới nhường xuất môn lệnh Hồ Lan đành phải lại dừng xe đi hành chính chỗ khai ra giao phí, ép buộc một vòng lớn, mới ra giáo môn. Trên đường lại đi xe đi rửa xe, đem hóa đơn phạt tẩy điệu mới về nhà. Nàng nội tâm tương đương sụp đổ. Lần sau không bao giờ nữa nghe nữ chính vách tường chân, 10 phút 200 khối, nàng như vậy người nghèo tiêu phí không dậy nổi. Về nhà đã là buổi chiều. Giang phụ giang mẫu còn chưa có trở về. Lệnh Hồ Lan trở về phòng nghỉ ngơi một lát, liền nghe được mở cửa thanh âm. Giang mẫu liếc mắt một cái thấy nữ nhi dày, cao hứng kêu lên. Mỹ cảnh! Ngươi đã về rồi. Lệnh hồ lan cổ chừng dũng khí, từ trong phòng xuất ra, A à khai một cái tươi cười, mẹ. Giang mẫu một tay lấy nàng ôm, ai u, trở về thế nào không cho mẹ nói. Nói mẹ liền sớm một chút trở về làm cho ngươi ăn ngon, ngươi muốn ăn cái gì? Mẹ đi mua. Giang mẫu ngay cả điệp Thanh hỏi, kia cổ vô cùng thân thiết sức lực, nhường lệnh Hồ Lan Tâm một chút nhuyễn sống. Nàng đỏ hốc mắt ôm Giang mẫu, thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Giang Mỹ cảnh cha mẹ cùng phụ mẫu của chính mình đều khỏe mạnh hạnh phúc sống sót. Đợi đến Giang phụ trở về thời điểm, lệnh Hồ Lan mới rõ ràng cảm nhận được Giang Mỹ cảnh đến cùng có bao nhiêu hạnh phúc. Quả thực là bị sủng trên trời tiểu công tử. Thịnh sủng dưới, Tính tình còn chưa có ai, chỉ có thể nói gian mỹ cảnh thật sự là gặp may mắn người. Này thân phận quả nhiên thật nữ phụ. Hoàn toàn không tật xấu. Ăn xong thịnh yến, gian phụ gian mẫu lôi kéo hỏi nàng ở giáo tình huống. Lệnh Hồ Lan tùy tiện nói một câu, gian phụ gian mẫu đều nghe say sư có hỏi, hoàn toàn là fan cùng idol ký thị cảm lệnh hồ lan cảm thấy bản thân nhất định có thể trả lời có một đôi nữ nhi khống cha mẹ là thế nào thể nghiệm này nhất loại vấn đề mắt thấy sắc trời đêm trễ lệnh hồ lan suy nghĩ một chút vẫn là quyết định thành thành thật thật giao đãi cùng nhạc lương thần quan hệ miễn cho giang phụ giang mẫu nghe được tin đồn càng nguy vì thế nàng ho nhẹ hai tiếng giang phụ giang mẫu lập tức chính xác xem nàng làm cho nàng không hiểu có một loại người lãnh đạo lên tiếng lỗi thấy Ta khả năng có đối giả cha mẹ đây là cha mẹ sao? Trên đời thực sự như vậy cha mẹ. Được rồi. Đây là người khác gia cha mẹ. Ba ba, mẹ, có chuyện muốn hòa các ngài nói, bất quá, ngài nhị lão yên tâm, ta hiện tại tâm tình tốt lắm, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, hơn nữa cam tâm tình nguyện. Giang phụ nghe ra chuyện này tầm quan trọng, uống một ngụm trà, làm bộ bình tĩnh nói, nói đi. Giang Mỹ cảnh vừa muốn há mồm Chuông cửa vang lên. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.